Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là ba màu sắc rất đẹp trên mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản 105 trang bị van biến thiên VVA mới nhất của năm 2023 vừa được Yamaha Moto Việt Nam cho ra mắt vào đầu năm vừa rồi các bạn nha. Với ba màu sắc nổi trội bao gồm có màu đỏ bóng này, màu cam nhám và màu đen bóng đều là những màu sắc cực kỳ đẹp luôn. Các bạn nhìn ngoài nó còn đẹp hơn rất nhiều so với trong video mình đang quay cận cảnh gửi đến các bạn. Và ngày hôm nay thì những cái mẫu xe này mình quay tại Yamaha Mạnh Đạt với địa chỉ ở phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 58m đối diện với siêu thị Châu Tuấn. Phiên bản màu đen bóng, một màu sắc cũng lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu xe. Trước đây đen bóng chỉ có trên phiên bản Monster Energy mà thôi. Rồi cam nhám cũng là một màu sắc lần đầu tiên xuất hiện, các bạn có thể theo dõi cận cảnh và chi tiết. Màu cũng rất đẹp các bạn nha, thể thao phong cách. Còn đỏ bóng, đây là một màu sắc trước đây thì các bạn cũng đã theo dõi rất kỹ rồi. Có những phiên bản màu trắng đỏ này, rồi phiên bản màu đỏ đen, thì màu sắc lần này màu đỏ bóng chiếm đa số các bạn nha, đem đến một trải nghiệm mới mẻ hơn cho mẫu xe. Hiện tại cả ba màu sắc này đều có trên cả hai phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp. Như màu đỏ các bạn đang theo dõi trên màn hình là phiên bản cao cấp này, có ngàm phanh 2 bít tông, rồi chìa khóa thông minh Smart Key và cổng sạc 12V các bạn nha. Tương tự như vậy, phiên bản màu cam nhám cũng là phiên bản cao cấp. Chỉ có phiên bản màu đen bóng phía bên kia, để mình quay cận cảnh gửi đến các bạn ấy, là phiên bản tiêu chuẩn. Nó sẽ không có chìa khóa thông minh, không có cổng sạc và ngàm phanh chỉ là một bít tông mà thôi. Rất cụ thể và chi tiết để các bạn có thể theo dõi thông qua video của mình, nhìn ngắm các mẫu xe ở đây và đưa ra quyết định lựa chọn cho mình các bạn nha. Theo dõi một chút ở phần đuôi xe cho mình ở đây. Thiết kế được thừa hưởng từ mẫu xe Yamaha EZF R1. Hai đèn xi nhan tách rời sang hai bên, hệ thống đèn hậu LED. Tổng thể thiết kế của các mẫu xe đều rất đẹp các bạn nha. Và đại sứ thương hiệu của mẫu xe Exciter phiên bản mới lần này được Yamaha cho ra mắt ấy là ca sĩ Mono. Một ca sĩ rất là trẻ, thuộc thế hệ Gen Z các bạn cũng đã biết qua rồi. Mặt đồng hồ thì full LCD này, các nút chức năng phím bấm trên xe chứa đựng đầy đủ, vẫn có nút tắt bật đèn pha các bạn nha. Rồi tắt bật động cơ này, rồi phát sinh xin vượt vân vân, đầy đủ luôn cho một mẫu xe. Đây các bạn có thể nhìn ngắm giữa hai phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp trên mẫu xe này. Trong thời điểm hiện tại với giá bán có lẽ là phù hợp thôi. Nó chỉ ngang bằng thậm chí thấp hơn so với mức giá bán đề xuất của hãng trên mẫu xe Yamaha Exciter ở đây để các bạn có thể chọn lựa trong lúc này. Bởi dòng xe Exciter 155 đang trang bị một khối động cơ rất là mạnh các bạn nha, lên tới là 17,7 mã lực. Trang bị van biến thiên VVA sản sinh ra cái công suất khá là lớn, hơn lớn hơn hẳn so với những cái mẫu xe Exciter phiên bản 150 cũng như là mẫu xe Honda Winner X trong thời điểm hiện tại. Khi những cái mẫu xe đó chỉ có 15,4 mã lực mà thôi, thì mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình đang trang bị cái mã lực khá là lớn, lên tới 17,7 mã lực để các bạn có thể trải nghiệm trên những cung đường khác nhau, thậm chí đi phố này, đi tour đi phượt cũng cực kỳ ok, và thậm chí những bạn nào yêu thích tốc độ lựa chọn mẫu xe này cũng cực kỳ nổi bật các bạn nha. Trong thời điểm hiện tại, với Yamaha Mạnh Đạt đang bán 3 mẫu xe ở đây, mình có thể cung cấp nhanh mức giá bán cụ thể của các bạn như sau. Phiên bản màu đen bóng, tiêu chuẩn, trang bị ngắm phanh 1 bít tông, đang được bán với mức giá bán hiện tại là 45.500.000 đến 46 triệu, tùy theo từng thời điểm các bạn nha. 45.500.000 đến 46 triệu các bạn có thể trả giá được, hoàn toàn ok luôn. Còn với phiên bản cao cấp, với hai màu sắc các bạn đang theo dõi trên màn hình là cam nhám này và đỏ bóng ấy, giá bán hiện tại vào khoảng tầm 49.500.000, có những thời điểm lên tới 50 triệu, tuy nhiên thì mình báo cụ thể luôn cho các bạn là 49.500.000 trong lúc này. Ngoài ra thì còn có một số những cái màu sắc khác nữa, hiện tại mẫu xe này có hơn 20 các màu sắc khác nhau, trải dài trên các phiên bản các bạn nha, từ những phiên bản tiêu chuẩn cao cấp đến giới hạn. Giới hạn thì hiện tại giá bán vào khoảng tầm 49.500.000 đến 50 triệu, cũng tương tự như vậy. Mức giá bán này là một mức giá bán chỉ ngang bằng thậm chí thấp hơn giá bán đề xuất của hãng mà thôi. Và mẫu xe có rất nhiều các cái màu sắc khác nhau. Hiện tại thì còn có những phiên bản giới hạn của năm 2022 này, rồi giới hạn mới nhất năm 2023 này, đi kèm với đó là những phiên bản kỷ niệm 60 năm này, rồi phiên bản đội đua Monster Energy này, rồi các cái phiên bản tiêu chuẩn khác nữa các bạn nha. Tiêu chuẩn cao cấp cũ vẫn còn rất nhiều hàng. Đây là một mẫu xe được Yamaha trang bị rất nhiều các màu sắc ưu đãi hấp dẫn để các bạn có thể trải nghiệm trên những cung đường khác nhau với dòng xe Exciter phiên bản 105 ở đây.
Với những bạn nào đang quan tâm tới những mẫu xe này, các bạn đến trực tiếp đại lý để xem xe các bạn nha. Hoặc có thể thông qua số điện thoại của đại lý 0983154222 sẽ được anh Mạnh của Yamaha Mạnh Đạt tư vấn cụ thể gửi đến các bạn. Hiện tại sẽ được áp dụng chương trình trả góp với lãi suất ưu đãi. Và đặc biệt hơn, với mức giá bán từ 45 triệu 500 đến 50 triệu, các bạn sẽ nhận được ngay tiền hỗ trợ đăng ký xe này. Nhắc lại gửi đến các bạn như vậy, tiền hỗ trợ đăng ký xe lên tới 2,5 triệu đồng. Tức này sẽ được trừ ngay 2,5 triệu vào giá trị của xe luôn. Các bạn tự đi đăng ký, các bạn sẽ nhận tiền. Khi trả đăng ký về, các bạn nhận 2,5 triệu. Hoặc nhờ đại lý đăng ký thì các bạn cũng sẽ bớt đi được 2,5 triệu tiền đăng ký cho cái mẫu xe này. Đây là một cái chương trình mình nghĩ là rất là phù hợp cho dòng xe Exceter phiên bản 1.5 trong thời điểm hiện tại. Hỗ trợ khá nhiều các bạn nhé, lên tới 2,5 triệu, một con số không nhỏ đâu. Ví dụ như phiên bản màu đen bóng các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây đang được bán với giá vào khoảng tầm 46 triệu đi. Mình cứ để tính là giá cao nhất đi, 46 triệu. Các bạn là trừ ngay 2,5 triệu, tức là giá bán của nó khi bao gồm thuế toàn bộ rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi, thì giá bán của nó sẽ vào khoảng tầm là 43 triệu 500 nghìn đồng các bạn nhé. 43 triệu 500 nghìn đồng cho một mẫu xe này, tức là giá bán của nó đang tương đương với cái phiên bản trên mẫu xe Exceter phiên bản 150. Rất rẻ luôn các bạn nha. Còn các cái phiên bản cao cấp hơn các bạn cứ trừ đi cho mình. Nếu là 50 triệu thì còn 47 triệu 500, 49 triệu thì còn là 46 triệu 500 mà thôi. Rất là cụ thể như vậy các bạn nha. Chương trình áp dụng kết thúc vào cuối tháng 3 của năm 2023 này luôn, kết thúc vào ngày 31 tháng 3 của năm 2023. Để với những bạn nào quan tâm có thể tham khảo thêm. Đó là một số thông tin ngày hôm nay muốn chia sẻ với các bạn thông qua video này. Cảm ơn channel của mình. Hãy các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.